em chỉ mong muốn rằng là truyền tải tới chương trình và các bạn, những người đầu tiên là những người bị như em, hoặc là thứ hai là những người đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống á, cái điều đó đến nó sẽ phải đến, nhưng mà góc nhìn của mình nó chỉ cần nó khác đi thôi, và mình tập trung vào cái giá trị bản thân của mình ấy, thì nó sẽ tạo ra những kết quả nó tốt hơn, thay vì là mình ngồi mình than thân trách phận, tại vì mình không có được quyền chọn sinh ra như thế nào, bối cảnh nào, hay là bây giờ bệnh nó có hết hay không hết. Không làm được cái điều đó, mình chỉ cố gắng cải thiện nó từng ngày thôi. Đây là cái món quà mà ông xã em tặng cho em. Thì năm em học cấp 3 cũng có một, thực ra là em gọi là cô dự, nhưng thực chất là em gọi một cái tên thôi chứ còn không có mối quan hệ. Thì lúc đó khi mà Ngọc nhìn thấy em thì mới thấy em bị bệnh ngoài như vậy á, thì cô dưỡng có tặng em một cái quả cầu. Dạ, và có nói với em là khi nào mà con cảm thấy rằng là trong cái cuộc sống của mình có những cái bế tắc á, con hãy xoay cái quả cầu đó thì mọi việc đều có thể giải quyết được. Rất tiếc là lúc em đi thi đại học thì em bị mất cái quả cầu đó. Thì em có chia sẻ cái điều đó với chồng em, thì ảnh tặng em cái này. Cái quả cầu này thực ra nó có một cái ý nghĩa nữa, là thành một cái động lực, và thậm chí là chính gia đình của chồng bao quanh hai vợ chồng tất cả những cái điều mà em nghĩ rằng mình sẽ không đạt được, mình sẽ không có được, thì được bù đắp hết toàn bộ trong cái hành trang mà em cố gắng để nỗ lực vượt qua cái bệnh này của em á. Cho nên là em chỉ mong muốn rằng là truyền tải tới chương trình và các bạn, những người đầu tiên là những người bị như em, hoặc là thứ hai là những người đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống á, cái điều đó đến nó sẽ phải đến, nhưng mà góc nhìn của mình nó chỉ cần nó khác đi thôi, và mình tập trung vào cái giá trị bản thân của mình ấy, thì nó sẽ tạo ra những kết quả nó tốt hơn, thay vì là mình ngồi mình than thân trách phận, tại vì mình không có được quyền chọn sinh ra như thế nào, bối cảnh nào, hay là bây giờ bệnh nó có hết hay không hết. Không làm được cái điều đó, mình chỉ cố gắng cải thiện nó từng ngày thôi. Thật sự thì đã có rất nhiều số phát sóng của Vali Cảm Xúc, chúng ta được nghe những câu chuyện thật, những cái nghịch cảnh thật, thì chúng ta đều sẽ nhận ra rằng là vượt qua được hay không, nó cũng chỉ đúng từ cái cơ chế đó, là khi bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh thì bạn phải thay đổi thái độ. Tại vì sẽ có rất nhiều thứ bạn không hình dung được tại sao nó đến với mình, mà nó đến với mình rồi mình cũng không thể nào can thiệp được về cái việc là nó dừng lại hay là nó tiếp tục. Chuyện của mình chỉ đơn giản đó là coi thử coi nó như thế nào, rồi mình chọn một cái cách để mình đối ứng với nó thôi. Giống như là Hằng vậy, cuối cùng rồi thì mình cũng đâu thể nào biết được thực sự khi nào nó sẽ rời xa mình, nó để cho mình yên ổn, ai sẽ là người bước vào cuộc đời mình. Chốt lại thì thôi, bây giờ mình phải tự xây, mình phải tự xây một cái lõi để mình hiểu rằng là mọi thứ ở bên ngoài đó có thể bất lợi, nhưng mà tôi có một cái lõi rất là vững chắc. Mọi người bên ngoài có thể yêu thương tôi bằng cách này hoặc cách khác, nhưng chính tôi vững chãi với cuộc đời của mình, tôi biết mình có cái gì, thì mình mới có thể kết nối được với những cái người khác một cách rất là bình an. Trong cái mô tả của em về cái quả cầu này, và em đặt tên cho nó là động lực á, mọi người đang có một cái hình ảnh rằng là động lực này đến từ những cái mối quan hệ tốt đẹp mà em có, đến từ một cái chuyện tình có thể không quá màu sắc nhưng mà nó thật sự lãng mạn, vì em tìm được người đồng cảm, em tìm được cái người nghe và nhớ những gì em kể, để người ta tặng một cái món. Nó đến từ cái ký ức của em, nó đến từ cái tâm tư của em. Em có những cái kết nối khỏe mạnh với những cái người xung quanh, rồi với đồng nghiệp, với công việc. Mọi người nhìn vào chỗ này, mọi người có thể hình dung là ô, vậy là bạn này may mắn quá, bạn này gặp được những cái người tích cực với bạn. Nhưng mà chị tin rằng là nếu như cái sự tích cực đó nó không đến từ em, nó không thuộc về em, thì em cũng không nhận ra những cái tích cực mà người khác đang mang đến cho em. Có thể là em lại hoài nghi, em lại hoảng sợ. Từ cái hoài nghi hoảng sợ đó, mình có thể lại yếu thế trong cái việc cư xử với nhau, mình lại có những cái phán xét dành cho nhau, mình lại có những cái sự gọi là, các bạn hay dùng từ đó là làm mình làm mẩy, thì cũng khó mà ai có kiên nhẫn ở lại để xây đắp một cái mối quan hệ với mình. Em phải bình an, em phải tích cực, thì cái điều đó, cái mối quan hệ của em nó mới bắt đầu có được. Thật ra là em bị như này thì mình cáu gắt là có nha, mình nóng tính, cái tính của mình nóng tính là có, và mình cũng nhiều lúc là mình không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình. Mình không thể nào giải thích cho tôi bị bệnh như này, nên là tôi có quyền, tôi phán xét, tôi có quyền tôi nóng tính với anh thế hay kia. Nhưng mà bây giờ thì em thấy là mình phải tập trung vào nội lực của bản thân mình. Giống như chị nói rất là hay, là mình phải bình an. Khi mình bình an rồi, mình sẽ trao sự bình an đó cho mọi người, và mình tích cực, và mình phải thật sự thể hiện điều đó tích cực.